Thưa quý vị, dùng hoa hay là cây cảnh để trang trí quán cà phê thì trở nên phổ biến, nhưng mà dùng rau sạch để trang trí quán cà phê như thế này thì quả là độc nhất vô nhị, có phải không ạ? Và quán cà phê độc đáo này tọa lạc tại trung tâm của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, và thực khách đến đây thì cũng sẽ cảm nhận được không khí trong lành và thoáng đãng với những luống rau xanh và sạch. Quán cà phê rau được xây dựng với mục đích là để hướng về cộng đồng và nhằm giúp cho người dân tiếp cận tốt hơn với mô hình trồng rau sạch theo phương pháp thủy canh. Mỗi ngày quán cà phê này đều tiếp hàng trăm lượt khách. Họ đến đây không chỉ để thưởng thức cà phê mà còn vì sự hiếu kỳ bởi phong cách trang trí quán độc đáo. Những dàn rau thủy canh với đa dạng chủng loại. Trước tiên là mình thấy cái không gian nó xanh, nó sạch sẽ, đẹp mắt, và thứ hai nữa là mình tìm hiểu rau phục vụ cho cuộc sống gia đình mình, bảo vệ sức khỏe gia đình mình. Quán cà phê được du khách nhắc tới có tên là Cà phê Rau 47. Chủ nhân của mô hình này là chị Nguyễn Thị Thái Thanh. Qua tìm hiểu, chị Thanh nhận thấy phương pháp trồng rau thủy canh có rất nhiều ưu điểm nhưng lại chưa được áp dụng phổ biến. Chính vì thế, đầu năm 2017, chị Thanh đã quyết định đầu tư hơn 700 triệu đồng để xây dựng mô hình trồng rau thủy canh mini tại chính quán cà phê của mình. Sử dụng cái mô hình rau thủy canh mà hệ thống mà mini ấy, cho các hộ gia đình ấy, thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề là đó là cái về giá cả. Có thể là một trong một ngày ấy, thì người ta chỉ sử dụng từ 25 đến 30 ngàn thôi. Tiền chi phí để nuôi dưỡng cái dàn rau thôi thì họ đã có thể là có một bữa rau ăn sạch và an toàn rồi. Đến Cà phê Rau 47, ngoài việc tham quan chụp ảnh, du khách còn được tự tay lựa chọn và mua sắm những chủng loại rau mình ưa thích với giá cả hợp lý. Theo chị Thanh, Cà phê Rau 47 là không gian cộng hưởng. Cà phê rau sẽ đánh vào thị hiếu độc và lạ nhằm lôi kéo khách hàng đến uống cà phê, và nhờ đó lượng rau tiêu thụ cũng sẽ cao hơn. Rau xanh nó sạch, đảm bảo chất lượng dinh dưỡng. Đấy, nhu cầu gia đình thì tôi đã đặt một cái dàn ráp để phục vụ gia đình để đảm bảo về vấn đề dinh dưỡng, về chất lượng. Không dừng lại ở việc kinh doanh cà phê và bán rau sạch, trong năm 2018, chị Thanh đã mở rộng kinh doanh thêm các thiết bị lắp đặt dàn rau thủy canh tại nhà. Cà phê Rau 47 đương nhiên trở thành showroom giới thiệu sản phẩm một cách hiệu quả. Với mô hình kinh doanh độc đáo, chị Thanh thu về hàng tỷ đồng mỗi năm. Sau khi trừ chi phí, chị thu lãi hơn 500 triệu đồng.